vị, trong chương trình thời sự tối ngày 10 tháng 4, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát sóng phóng sự lớp học bóng đá đặc biệt với nhân vật chính là anh Bùi Vĩnh Gia, một thanh niên khuyết tật vượt lên nghịch cảnh mở lớp dạy bóng đá miễn phí cho hơn 300 trẻ em ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc. Phóng sự sau khi phát sóng đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, gây xúc động cho nhiều khán giả theo dõi. Những ngày qua, bên cạnh sự hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân cho lớp học bóng đá của anh Bùi Vĩnh Gia, thì nhiều phụ huynh ở Xuyên Mộc đã đưa con em mình đến lớp học này để tập luyện bóng đá, nuôi ước mơ trở thành cầu thủ trong tương lai. Hôm nay ngày 18 tháng 4, ngày Người Khuyết Tật Việt Nam, tiểu mục chia sẻ xin được gửi đến quý vị những chia sẻ cũng như là những tình cảm của các học viên và phụ huynh dành cho lớp học bóng đá đặc biệt của người thầy đặc biệt Bùi Vĩnh Gia. Nhà tôi cách câu lạc bộ Dream là 50 cây số, nhưng thấy lòng thích đá bóng của con, tôi sẽ đem con vào câu lạc bộ đá bóng Dream. Và khi bước vào câu lạc bộ đá bóng Dream thì thấy thầy Hoàng Gia, tôi rất là lấy lòng xúc động vì thầy có một cái nghị lực tuy tật nguyền nhưng thầy vẫn cố gắng đứng lên tạo cho các cháu có một cái sân chơi lành mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Thấy câu lạc bộ này nó có từ vùng quê, xuất hiện từ vùng quê thì mình thấy là rất là tốt, để cho con mình nó tránh được cái thời gian rảnh nó đi chơi những cái tệ nạn xã hội. Thấy là rất là hoan nghênh và mong câu lạc bộ có thể là phát triển nhiều hơn. Tôi nghe câu lạc bộ được đi mà lâu, hôm nay tôi mừng gửi con mình tham gia đây. Một khi đến đây tôi thấy mẹ em đạo đức tốt và chiến thuật thi đấu cũng rất tốt. Tôi yên tâm gửi gắm con mình vào đây. Tôi thay mặt nhiều phụ huynh cảm ơn câu lạc bộ Dream rất nhiều. Với những cầu thủ nhí đang theo học ở lớp học bóng đá Dream, các em luôn xem lớp học bóng đá này như một gia đình và tình cảm dành cho người thầy của mình thì luôn rất đặc biệt. Em được học về đạo đức, về cách đối nhân xử thế, rồi em ngoài ra em còn học được các kỹ thuật đá bóng. Các bạn và các anh trong này cũng giống như là gia đình của em. Các bạn và các anh luôn yêu thương và giúp đỡ em để phát triển trong bóng đá. Em rất yêu quý thầy Gia, em coi thầy như là người cha của mình. Và em do đây thầy Gia đã dạy cho em là lối sống làm người và đã dạy cho em cách đá bóng. Em có ước mơ là trở thành một cầu thủ tốt để không phụ lòng thầy. Lớp dạy bóng đá của anh Bùi Vĩnh Gia có tên là Dream. Dream tiếng Anh nghĩa là ước mơ. Đây cũng là ý nghĩa lớp học mong muốn hướng đến, nuôi ước mơ bóng đá cho những đứa trẻ vùng quê. Lớp bóng đá Dream hiện có khoảng 400 trẻ em từ 8 đến 15 tuổi ở huyện Xuyên Mộc theo học. Sức hút của lớp học này không chỉ vì miễn phí hoàn toàn cho các học viên mà còn nằm ở tâm huyết của người thầy hết sức đặc biệt, một tấm gương về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Hình ảnh lớp dạy bóng đá Dream của người thầy Bùi Vĩnh Gia tạo được sức lay động cho cộng đồng, thêm một lần nữa khẳng định những người tốt, những cá nhân điển hình luôn tạo ra được sự ảnh hưởng cũng như trở thành chân dung giá trị của cuộc sống.